Bộ Công Thương mới đây cũng đã ban hành chỉ thị số 13 thực hiện các giải pháp về bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chỉ thị số 13 yêu cầu đảm bảo nguồn cung với các mặt hàng thiết yếu như là xăng dầu, lương thực thực phẩm. Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất bố trí các mặt hàng tiêu dùng đang nỗ lực tăng ca, bố trí nhân viên sản xuất để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân vào dịp cuối năm, chủ động tìm kiếm đơn hàng, thay đổi đa dạng mẫu mã, tìm nguồn nguyên liệu sản xuất an toàn là cách mà nhiều doanh nghiệp thay đổi để kịp với dịp Tết năm nay không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ, bình ổn giá cả, tăng thêm khuyến mại cũng là tiêu chí của các doanh nghiệp phân phối để Tết không là gánh nặng kinh tế với người tiêu dùng. Theo Sở Công Thương Hà Nội, đến thời điểm này, 11 mặt hàng thiết yếu đã được các doanh nghiệp đăng ký bình ổn giá, sẽ không có tình trạng thiếu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán giáp thìn. Bộ Công Thương cho biết trong thời điểm cao điểm mua sắm cuối năm sẽ chỉ đạo các sở công thương địa phương điều tiết hàng hóa, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ sát sao theo dõi diễn biến giá cả hàng hóa, tránh tình trạng đội giá hàng hóa vào cuối năm.